6. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe có người nói quá khứ có Phật trụ thế, hoặc quá khứ chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 7. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe có người nói vị lai có Phật trụ thế, hoặc vị lai chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 8. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe có người nói hiện tại có Phật trụ thế, hoặc chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 9. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe có người nói trí huệ của Phật có lúc cùng tận hoặc có lúc chẳng cùng tận, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 10. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe có người nói ba đời là một tướng, hoặc nói ba đời chẳng phải một tướng, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Phàm phu nghe được những lý luận này chẳng biết thế nào là tốt, một niệm vô minh nổi lên thì chẳng minh bạch, bèn sinh tâm thối chuyển. Bồ Tát chẳng có một niệm vô minh, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển, đó là 10 pháp. Giáo nghĩa của Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, chẳng có hạt bụi nào chẳng phải là Phật giáo ở tại đó. Tất cả tôn giáo đều không chạy ra khỏi phạm vi của Phật giáo. Bất cứ Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo đều ở trong pháp giới, chẳng qua công việc làm khác nhau mà thôi. Mỗi tôn giáo làm việc của mình đều là khuyên người hướng thiện, cải tà về chánh. Vì đạo lý này cho nên người người đều có thể thành Phật. Phật đã từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đó là lời từ miệng Đức Phật nói ra, tuyệt đối chẳng nói dối. Tông chỉ của tôi là chúng sinh tin Phật cũng thành Phật. Hôm nay chẳng tin Phật, ngày mai sẽ tin Phật. Đời này không tin, đời sau sẽ tin Phật. Kiếp này không tin Phật, kiếp sau sẽ tin Phật. Cuối cùng sẽ có một ngày tin Phật. Chỉ cần tin Phật thì sẽ có cơ hội thành Phật. Phật giáo dùng pháp giới làm thể, làm dụng, làm tông, làm giáo, gì cũng đều là pháp giới. Ví như có người ghét mặt trăng cứ đi theo họ, đi đến đâu thì mặt trăng theo đến đó. Do đó anh ta chạy đến Đông Thắng Thần Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta. Anh ta lại chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta. Cho đến chạy đến Tây Nghiêu Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta. Chạy đi khắp nơi Đông Tây Nam Bắc, cuối cùng cũng thấy mặt trăng chạy theo anh ta. Người có mắt thì nghĩ muốn mặt trăng đừng theo họ, nhưng chẳng có cách chi để không nhìn thấy mặt trăng. Phật giáo giống như mặt trăng, chẳng màng bạn chạy thế nào cũng chạy không ra khỏi ngoài Phật giáo, đều bao quát ở trong trí huệ quang minh Phật giáo. Cho nên người hồ đồ thì làm việc hồ đồ, người sáng suốt thì làm việc sáng suốt. Vốn chẳng có cái hồ đồ, cái sáng suốt vốn chẳng có việc. Do đó thiên hạ vốn không việc, người ngu tự giàu lo. Hết thảy mọi người trên thế gian này làm việc gì cũng đều là trả nợ, khi trả hết nợ thì không cần làm nữa. Hết thảy tất cả tôn giáo có thể nói đều là vì Phật giáo mà làm công việc. Giống như mỗi nước, hết thảy nhân dân đều vì chính phủ mà làm việc, cũng đồng lý ấy. Nhưng có người chẳng minh bạch đạo lý này. Người hành đạo Bồ Tát thì muốn lợi ích người, chẳng muốn tổn hại người. Mình tự hỏi mình, tại sao muốn tổn người hại người? Hết thảy tất cả phải nghĩ thế cho kẻ khác, phải có lợi ích đối với kẻ khác. Đây tức là Bồ Tát phát tâm. Bồ Tát là hy sinh chính mình để thành tựu cho kẻ khác. Đây là tư tưởng của Bồ Tát, cũng là hành vi của Bồ Tát. Chúng ta mỗi người đều phải tự hỏi mình, tại sao ta đến thế giới này? Có phải vì ăn cơm mặc quần áo chăng? Đến tìm sự hưởng thụ chăng? Nếu nghĩ như thế thì làm người chẳng có giá trị gì, chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta đến thế giới này thì nên giúp đỡ cho thế giới này, khiến cho thế giới càng ngày càng tốt đẹp thêm. Đừng ở trong thế giới tranh tham, chỉ biết có mình mà chẳng biết có người khác. Ngàn vạn đừng như thế. Nếu có tư tưởng này thì hãy mau sửa đổi. Đừng nên suốt đời hồ đồ. Chúng ta làm người phải có công với đời, có đức với dân, có sự cống hiến đối với thiên hạ nước nhà, có lợi ích đối với hết thảy tất cả chúng sinh. Làm người như vậy mới có ý nghĩa. Trước kia có lão tu hành ăn cơm no chẳng có việc làm, nói chuyện tiếu với vị đệ tử. Một ngày nọ ông thầy nói với vị đệ tử, ai ai cũng đều hoan hỉ số một, việc gì cũng giỏi hơn người, muốn có danh vọng tốt, muốn có địa vị tốt. Hôm nay chúng ta hai người nói xem thử ai thua, nếu ai nói không ra tức là thua, bị phạt mua kẹo mời khách. Vị đệ tử có biện tài vô ngại, đồng ý biện pháp đó của ông thầy. Ông thầy nói,
Tôi là con chó. Vị đệ tử nói, tôi là con giòi trong đống phân của con chó. Ông thầy nói, con ở trong đó làm gì? Đệ tử nói, con tắm rửa trong phân con chó. Ông thầy hết lời để nói, thừa nhận là thua, bèn mời đệ tử ăn kẹo. Tuy đó là lời đùa giỡn nhưng có triết lý. Đây là nói đạo lý bất cấu bất tịnh, không dơ không sạch. Nếu trong tâm một khi sinh tâm phân biệt thì sẽ nôn ra. Do đó, tâm tịnh nhất thiết tịnh, tâm uế nhất thiết uế. Nghĩa là tâm sạch thì tất cả đều sạch, tâm bẩn thì hết thảy đều dơ. Chúng ta tu đến cảnh giới không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm thì sẽ có sự thành tựu. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp rộng lớn. Những gì là 10? Đó là nói một tức nhiều, nói nhiều tức một. Văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Chẳng có tức có tức chẳng có. Không tướng tức là tướng, tướng tức là không tướng. Không tánh tức là tánh, tánh tức là không tánh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát Bất Thối Trụ nên khuyến hóa chúng sinh tu học 10 thứ pháp rộng lớn. Nhưng mình cũng phải học 10 pháp rộng lớn này. Gì là 10 pháp rộng lớn? Tức là 1. Nói một tức nhiều. 2. Nói nhiều tức một. Nói một pháp tức là tất cả pháp. Nói tất cả pháp cũng là một pháp. Nói tất cả hạt bụi cũng là do một hạt bụi mà thành tựu. Đem tất cả hạt bụi phân ra thì vẫn là một hạt bụi. Một hạt bụi tập tụ nhiều hạt bụi lại. Đây là nhiều hạt bụi. Nói nhiều tức là một. Do đó, một gốc tán làm vạn thù, vạn thù lại trở về một gốc. Một gốc ví như đại địa, vạn thù là tất cả hoa cỏ cây cối, ngũ cốc đủ loại, xung la vạn tượng do đại địa sinh trưởng thành tựu. Nhiều thứ như vậy tương lai cũng vẫn trở về đại địa. Thân thể của chúng ta cũng có một cái một. Một tán làm vô lượng trở về một. Nếu làm số một thành số không thì những phiền phức gì cũng chẳng còn nữa. Do đó, vốn chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm, ngộ được lý không này thì sẽ chứng được lý không, ở nơi lý không mà nhập định không, tất cả phiền não cũng chẳng còn, tất cả hết thảy đều chẳng còn nữa. Đây là đạo lý một nhiều không hai, một tức là nhiều, nhiều tức là một. 3. Văn tùy nơi nghĩa. 4. Nghĩa từ nơi văn. Kinh văn phải thuận với nghĩa lý để dễ nói, do kinh văn mà sinh ra nghĩa lý. Nghĩa lý lại phải tùy thuận kinh văn, phải văn nghĩa đều vô ngại. Ví như trong kinh văn nói, trời đao lợi năng thiên chủ, nếu không dùng văn tùy nơi nghĩa để nói, thì liền nói vua Diêm La, chủ ở trời đao lợi, ở đó quản lý quỷ, đây tức là giảng sai nghĩa. Nếu giảng trời đao lợi năng làm chủ, ở đó thống lý một bốn thiên hạ tức là nghĩa, đây tức là văn tùy nơi nghĩa. Vậy năng làm chủ thống lý bốn thiên hạ, đây là quy về đề giảng, vẫn là giảng năng thiên chủ, đây tức là nghĩa tùy nơi văn. 5. Chẳng có tức có. 6. Có tức chẳng có. Chẳng có tức là diệu hữu, có tức chẳng có tức là chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, cho nên chẳng có. Diệu hữu chẳng có cho nên chẳng ngại chân không. Chân không diệu hữu chân không cùng nhau vô ngại. Do đó, sắc tức là không, không tức là sắc. 7. Không tướng tức là tướng. 8. Tướng tức là không tướng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa khỏi tất cả tướng, tức là tất cả pháp. Ở nơi tướng muốn lìa tướng, nhìn nó thành không. Đây tức là đạo lý không tướng tức tướng, tức tướng không tướng. 9. Không tánh tức là tánh. 10. Tánh tức là không tánh. Vì tánh tướng không hai, cho nên ở nơi tướng phải hiểu rõ tánh. Ở nơi tánh cũng phải xem nó là không. Ở trong tướng tức là tánh, ở trong tánh tức là tướng. Tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Đạo lý này là lý rộng lớn không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể minh bạch được. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, nơi tất cả pháp khéo thoát khỏi. Nếu có nghe pháp thì tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao vậy? Vì muốn khuyến chúng sinh học 10 pháp rộng lớn này, vì muốn khiến cho Bồ Tát Bất Thối Trụ từng bước càng tinh tấn hơn đối với tất cả các pháp khéo thoát khỏi được mà thấu hiểu. Nếu có nghe pháp thì tự mình thấu hiểu, không cần thiện tri thức chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Bồ Tát này trụ 10 thứ nghiệp. Những gì là 10? Đó là thân hành không lỗi, ngữ hành không lỗi, ý hành không lỗi, tùy ý thọ sinh,
biết chúng sinh đủ thứ dục, biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết, biết chúng sinh đủ thứ loài, biết chúng sinh đủ thứ nghiệp, biết thế giới thành hoại, thần túc tự tại, sở hành vô ngại, đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Vì Bồ Tát này thân như đồng thể, đồng tử, tư tưởng thuần chân, chẳng có tập khí không tốt, cho nên gọi là đồng chân trụ. Bồ Tát đồng chân trụ thường trụ nơi 10 nghiệp mà không có lỗi lầm. Gì là 10 nghiệp? Đó là một, thân hành không lỗi, thân thể làm gì cũng chẳng có sai lầm hoặc có lỗi. Hai, ngữ hành không lỗi, nói lời nào ra cũng đều đúng đắn, không có giả dối, tuyệt đối chẳng nói dối, hai lưỡi theo dệt trời mắng. Ba, ý hành không lỗi, trong tâm nghĩ gì cũng đều thanh tịnh, nhân từ sáng lạ, tuyệt đối chẳng có tư tưởng nhiễm ô, cũng chẳng có vọng tưởng lỗi lầm. 4. Tùy ý thọ sinh, tùy theo ý nghĩ của mình mà đi thọ sinh, đời sau muốn làm gì thì làm cái đó, tức cũng là tuệ tâm như ý. 5. Biết chúng sinh đủ thứ dục, biết rõ ràng đủ thứ dục niệm của chúng sinh. 6. Biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết, biết tất cả chúng sinh hiểu biết về cái gì. 7. Biết chúng sinh đủ thứ giới, biết mỗi chúng sinh giới làm gì. Con ong của loài ong là biết hút mật hoa về làm mật, con kiến của loài kiến là biết đi tìm thức ăn đem về hang. Trong 12 loại chúng sinh, mỗi loại đều khác nhau, sinh hoạt cũng khác nhau. 8. Biết chúng sinh đủ thứ nghiệp, biết hết thảy chúng sinh tạo ra đủ thứ nghiệp. Chó tại sao lại làm chó? Vì tạo nghiệp làm chó. Mèo tại sao phải làm mèo? Vì tạo nghiệp mèo. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. 9. Biết thế giới thành hoại, biết thế giới thành như thế nào, hoại như thế nào, còn biết người sẽ sinh ra sao, quá trình chết như thế nào. 10. Thần túc tự tại, sở hành vô ngại, có thần túc thông thì tùy ý đi lại, tự tại biến hóa vô cùng, tại tâm như ý, làm gì cũng chẳng có chướng ngại. Đây là 10 pháp của Bồ Tát đồng chân trụ. Phật tử, Bồ Tát này nên quyền học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là biết tất cả cõi Phật, chấn động tất cả cõi Phật, hộ trì tất cả cõi Phật, quán sát tất cả cõi Phật, đến tất cả cõi Phật, du hành vô số thế giới, lãnh thọ vô số Phật pháp, hiện biến hóa thân tự tại, vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp, trong một sát na thừa sự cúng dường vô số các đức Phật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát đồng chân trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp này. Gì là 10 pháp? Đó là: một, biết tất cả cõi Phật. Bồ Tát đồng chân trụ nên biết 10 phương ba đời, tất cả cõi nước của chư Phật. 2. Chấn động tất cả cõi Phật, biết tất cả cõi Phật rồi, còn phải chấn động cõi Phật nào đó, phải biết cõi Phật nào đó, phải biết cõi Phật đó vị nào làm giáo chủ. 3. Hộ trì tất cả cõi Phật, cõi Phật cũng có thành trụ hoại không 4 giai đoạn, đến lúc nên đến hộ trì cõi nước của mỗi vị Phật. 4. Quan sát tất cả cõi Phật, tuy nhiên hộ trì tất cả cõi Phật, nhưng còn phải quan sát nhân duyên của tất cả cõi Phật, có nên đến hộ trì chăng? 5. Đến tất cả cõi Phật, nên hộ trì cõi Phật đó thì liền đến cõi Phật đó. 6. Du hành vô số thế giới, Bồ Tát đồng chân trụ đều có thần thông tự tại, có thể du hành đến vô lượng vô số thế giới. 7. Lãnh thọ vô số Phật pháp, đến vô số thế giới để làm gì? Để lãnh thọ tất cả pháp của chư Phật nói. 8. Hiện biến hóa thần tự tại, hiện ra tự không hóa có, tự có hóa không, tự nhỏ hóa lớn, tự lớn hóa nhỏ, tự ít hóa nhiều, tự nhiều hóa ít, tại tâm như ý, biến hóa vô cùng, đó là thân tự tại. 9. Vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp, thể tướng lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp các cõi Phật, dễ nói Phật pháp. 10. Trong một sát na thừa sự cúng dường vô số các đức Phật, ở trong một niệm đi đến 10 phương thế giới để thừa sự cúng dường 10 phương ba đời tất cả các đức Phật. Bồ Tát có thần lực diệu dụng như thế. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn nơi tất cả pháp đắc được sự khéo léo. Nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, chẳng do người khác chỉ dạy. Tại sao phải quên học 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát đồng chân trụ tăng thêm tinh tấn. Đối với 84.000 pháp môn Phật nói ra, mỗi một pháp môn đều đắc được trí huệ phương tiện khéo léo. Bất cứ ở trong pháp hội của vị Phật nào nghe thuyết pháp thì tự mình khoát nhiên thông đạt, khai ngộ, thấu hiểu đạo lý thật tướng của các pháp, không cần Phật phải giải thích tỉ mỉ đến giáo hóa.
Phật tử, thế nào là Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ? Bồ Tát này khéo biết mười pháp. Những gì là mười pháp? Đó là khéo biết các chúng sinh thọ sanh, khéo biết các phiền não hiện khởi, khéo biết tập khí liên tục, khéo biết sở hành phương tiện, khéo biết vô lượng pháp, khéo hiểu biết các oai nghi, khéo biết thế giới khác nhau, khéo biết việc trước sau, khéo biết diễn nói thế đế, khéo biết diễn nói đệ nhất nghĩa đế. Đó là mười. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ? Vì Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Vương Tử, con của Đấng Pháp Vương, có quyền kế thừa Đấng Pháp Vương, cho nên gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ khéo biết 10 thứ pháp môn. Những gì là 10? Đó là: 1. Khéo biết các chúng sinh thọ sinh. Ngài khéo biết tất cả chúng sinh tạo nghiệp như thế nào, thọ sinh tử ra sao. Mỗi loài chúng sinh đều có nhân duyên đặc biệt của họ, Ngài hoàn toàn thấu rõ. 2. Khéo biết các phiền não hiện khởi. Ngài khéo biết tất cả chúng sinh tại sao hiện khởi lên phiền não. 3. Khéo biết tập khí liên tục. Ngài khéo biết tập khí của tất cả chúng sinh giống như sóng liên tục không ngừng. Tập khí kiếp trước của chúng sinh sinh ra tập khí đời này. Tập khí đời này sinh ra tập khí đời sau, đời đời kiếp kiếp liên tục không ngừng. Bồ Tát làm thế nào mà biết được? Vì Bồ Tát chứng được trí huệ túc mạng thông, cho nên biết tập khí của tất cả chúng sinh. 4. Khéo biết sở hành phương tiện. Ngài khéo biết sở hành phương tiện. Ngài khéo biết pháp môn phương tiện nên hành, nghĩa là nên dùng thân gì độ được thì hiện ra thân đó để vì họ nói pháp, nên dùng pháp gì độ được thì dùng pháp phương tiện pháp môn đó để vì họ nói pháp. 5. Khéo biết vô lượng pháp. Bồ Tát là chiếu thấu các pháp thật tướng, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, khéo biết vô lượng diệu pháp. 6. Khéo hiểu biết các oai nghi. Ngài khéo hiểu biết 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. 7. Khéo biết thế giới khác nhau. Ngài khéo biết thế giới thành trụ hoại không, 4 kiếp đều có những sự khác nhau. 8. Khéo biết việc trước sau. Ngài khéo biết việc trước, cũng biết việc sau này. Lại biết tâm niệm trước của chúng sinh sanh ra như thế nào, tâm niệm sau sinh ra như thế nào, tất cả đều thấu rõ. 9. Khéo biết dễ nói thế đế. Ngài khéo biết căn tánh của chúng sinh, dùng pháp hữu vi thế gian để vì họ diễn nói pháp thế đế. 10. Khéo biết diễn nói đệ nhất nghĩa đế. Ngài khéo biết chúng sinh có lợi căn để vì họ diễn nói pháp vô vi xuất thế gian, khiến cho họ thấu rõ đạo lý đệ nhất nghĩa đế. Đây là 10 pháp mà Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ khéo biết. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là: Pháp Vương Xứ Thiện Xảo, Pháp Vương Xứ Quỹ Độ, Pháp Vương Xứ Cùng Điện, Pháp Vương Xứ Thú Nhập, Pháp Vương Xứ Quán Sát, Pháp Vương Quán Đảnh, Pháp Vương Lực Trì, Pháp Vương Vô Ý, Pháp Vương Ngủ Nghỉ, Pháp Vương Khen Ngợi. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp này, xong mình cũng phải học 10 pháp này. Những gì là 10 pháp? Đó là: 1. Pháp Vương Xứ Thiện Xảo. Pháp Vương Phật xử lý phương pháp khéo léo, cũng có thể nói chỗ ở của Đấng Pháp Vương. Làm thế nào xử lý tất cả phương tiện khéo léo? Pháp Vương Tử phải học theo Phật. 2. Pháp Vương Xứ Quỹ Độ. Quỹ là phép tắc, độ là pháp độ. Pháp Vương làm thế nào để xử lý tất cả nghi thức và quỹ độ nên học tập theo. 3. Pháp Vương Xứ Cùng Điện. Cùng là chỗ nghỉ ngơi, điện là chỗ nghị sự. Khi Pháp Vương ở nội cung thì Pháp Vương Tử nên hành tử lễ. Khi Pháp Vương ở ngoại cung thì Pháp Vương Tử nên hành thần lễ. Đây cũng có quỹ độ nhất định. 4. Pháp Vương Xứ Thú Nhập. Khi Pháp Vương thú nhập tất cả lễ nghi thì nghi thức thế nào cũng phải học theo. 5. Pháp Vương Xứ Quán Sát. Khi Pháp Vương tại vị thì Pháp Vương Tử phải quán sát tất cả nhân duyên, do đó vào thì nhìn phụ vương, xem nhan sắc tiếng nói của ông ta, ra thì nhìn quần thần, biết kẻ hiền người ngu. Bồ Tát vào thì quán Phật giáo lý, ra thì xem cơ được chăng. 6. Pháp Vương Quán Đảnh. Lúc Pháp Vương Tử thọ trước Pháp Vương thì phải trải qua nghi thức quán đảnh. Mười phương chư Phật dùng nước pháp để quán đảnh, khiến cho phát bốn tâm vô lượng để giáo hóa chúng sinh. 7. Pháp Vương Lực Trì. Pháp Vương làm thế nào lực trì tất cả pháp? Pháp Vương Tử phải học theo Bồ Tát Lục Độ Tứ Nhiếp